Ngày xưa có một cái hai mẹ con lạc đà đang ngồi tâm sự với nhau. Thì cái con lạc đà con nó hỏi lạc đà mẹ rằng: "Mẹ ơi, sao mà cái bướu chúng ta bự thế nhỉ?" Thì con lạc đà mẹ mới rờ cái bướu của đứa con và lạc đà mẹ mới nói rằng: "À, cái bướu của chúng ta bự bởi vì chúng ta phải đi trong sa mạc con. Sa mạc nắng gió rất là nhiều, chúng ta phải mà nó không có nước, nó khô cạn không có nước nên chúng ta cần cái bướu bự để chúng ta trữ nước." Và con lạc đà con hiểu: "À, chúng ta cần có bướu để trữ nước. Vậy thì mẹ ơi, cái chân của ta làm sao mà nó to, nó tròn, nó bự dữ mẹ?" Thì lạc đà mẹ nói là: "À, do chúng ta đi trong sa mạc á, nó rất là đường trong sa mạc nó rất là dài, cát rất là nhiều. Và chúng ta cần và gió nữa nên chúng ta cần cái chân trụ nó tốt như vậy để chúng ta mới thích hợp trong địa hình trong sa mạc." Thì đứa con nó hiểu ra điều đó và nó nói: "À, vậy mẹ ơi, vậy cái con mắt của mình nó làm gì nó có những cái lông mi nó rất là dài, nó khác những cái con mắt của những cái con khác và nó quại, nó làm con rất là ngứa." Mẹ nói: "À, cái lông mi của chúng ta dài để khi chúng ta đi trong sa mạc á, gió gió nhiều con biết không, cát nó không có bị vướng vào cái con mắt của chúng ta." Vậy là đứa bé lạc đà nó hiểu được, nó kêu: "Vậy là cái bướu chúng ta bự do trữ nước, cái chân chúng ta to tròn để chúng ta đi vững trong sa mạc, và đôi mắt dài để chúng ta thích hợp với cái môi trường nắng và gió, để chúng ta thích hợp trong môi trường trong sa mạc." Vậy thì sau khi nói tới đó thì cái con lạc đà con nó mới thắc mắc, nó mới hỏi rằng: "À, vậy mẹ ơi, chúng ta làm cái quái gì ở trong sa thú vậy mẹ? Tại sao chúng ta không đi ra trong sa mạc mẹ?" Các bạn có tự hỏi mình, có một ngày nào đó các bạn tự hỏi mình: "Chúng ta làm cái quái gì chúng ta ngồi ở đây không ạ?" Cái đây là một cái câu hỏi lớn, và nếu các bạn hỏi được cái câu hỏi chất lượng này thì các bạn sẽ có những cái thay đổi rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không ạ? Chim nó phải bay lên trời tại vì nó có cái môi trường đó, nó bay lên trời được. Cá thì nó phát huy tốt thì nó phải có môi trường nước. Và con lạc đà tốt, phát triển tốt thì nó mới đi trong sa mạc, thì nó mới phát triển đến cái tố chất, cái tính năng của nó. Vậy có bao giờ các bạn tự hỏi rằng các bạn sinh ra các bạn đang là chim không ạ? Và các bạn phải bay cao bay xa không ạ? Và các bạn có những bạn sẽ họ tự hỏi rằng: "À, em không biết em là gì." Thì các bạn phải thử chứ, các bạn cứ tự nhốt mình trong cái chuồng thì chúng ta là chim chúng ta cũng đâu biết chúng ta là chim đâu. Vậy thì có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là các bạn đã có cái khả năng bẩm sinh làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp không ạ? Okay.